Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Rosafina. Bản tin trưa nay có những nội dung chính sau đây. Rosafina được vinh danh tại hội nghị VCCA năm 2024. Khóa chia sẻ kiến thức tài chính cơ bản dành cho các cấp quản lý cấp trung. Rosafina giành giải ba tại hội thi tuyên truyền an toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 10 tháng 4 tại thành phố Đà Nẵng, Tổng giám đốc Kim Hô The, đại diện Rosafina đã vinh dự cùng với đại diện các doanh nghiệp khác nhận bằng khen vì có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội năm 2023 tại hội nghị VCCA. Hội nghị Hiệp hội doanh nghiệp khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2024 được tổ chức tại Furama Resort Đà Nẵng với gần 300 doanh nghiệp về tham dự nhằm thúc đẩy sự kết nối hợp tác giữa các hiệp hội doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp trong khu vực, hỗ trợ nhau trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế và kết nối các cấp chính quyền trong khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tham dự hội nghị, Tổng giám đốc Kim Hô The, đại diện Rosafina đã vinh dự cùng với 32 doanh nghiệp khác được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế và xã hội địa phương năm 2023. Các doanh nghiệp được vinh danh có mặt hầu hết ở các ngành nghề lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hoạt động không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Bằng khen là sự ghi nhận thành tích xuất sắc của các doanh nghiệp trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, các hoạt động chuyển đổi số với nhiều sáng kiến giải pháp cải tiến hợp lý hóa trong sản xuất và có nhiều đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2023. Tại sự kiện, Rosafina cùng một số doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thông tin doanh nghiệp đến quan khách tham dự tại nhằm nâng cao khả năng ra quyết định liên quan đến tài chính cho các cấp quản lý cấp trung. Hai buổi chia sẻ kiến thức tài chính cơ bản đã được tổ chức vào chiều ngày 11 và 16 tháng 4. Buổi chia sẻ kiến thức tài chính cơ bản được bộ phận đào tạo tổ chức dành cho 95XM người Việt nhằm cung cấp cho họ những kiến thức tài chính cơ bản, từ đó nâng cao khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn, góp phần vào sự phát triển của công ty. Buổi chia sẻ được chia thành hai lớp, lớp đầu tiên diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 4 và lớp thứ hai diễn ra vào ngày 16 tháng 4 do trưởng bộ phận phân tích tài chính Trần Thị Như Ngọc dẫn dắt. Thông qua buổi chia sẻ, các học viên được trang bị các kiến thức liên quan đến cơ cấu chi phí, bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi, các thuật ngữ cơ bản kế toán tài chính như doanh thu, thu nhập khác, giá vốn bán hàng, lợi nhuận, chi phí cố định không thu hồi, đơn giá cho một main house, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận trước thuế và lãi vay, ngân sách hoạt động, đầu tư và khấu hao, báo cáo tài chính xoay quanh bảng cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Chuyển qua thông tin về hoạt động công đoàn, chiều ngày 13 tháng 4, năm đoàn viên Rosafina đại diện cho công đoàn khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tham gia hội thi tuyên truyền an toàn giao thông và đem về giải ba toàn đội. Hội thi do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào ngày 13 tháng 4 với 5 đơn vị tham gia. Mỗi đội trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi và giới thiệu, thi trắc nghiệm về kiến thức luật và thi biện báo giao thông. Các thành viên Rosafina đã thể hiện tốt trong các phần thi, đặc biệt ở phần chào hỏi và giới thiệu. Với sự biến tấu ca từ dựa trên giai điệu bài hát Các đôi nỗi sầu, các thành viên đã đem đến một tiết mục dự thi vô cùng mới lạ và truyền tải được nhiều thông điệp ý nghĩa về an toàn giao thông. Hội thi là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của đoàn viên người lao động nhằm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Đây đồng thời là một sân chơi để đoàn viên giao lưu học hỏi về văn hóa ứng xử, cách xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. Kết quả, công ty môi trường đô thị Quảng Ngãi đạt giải nhất, trường mầm non Kim Đồng đạt giải nhì, Rosafina đạt giải ba, công ty xây dựng giao thông Quảng Ngãi và công ty Petro Việt Nam đồng nhận giải khuyến khích. Bản tin trưa nay của Rosafina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Rosafina DVTV T15N14. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin của Rosafina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, Playhub T15 với từ khóa Rosafina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.